nhà thì chả có triệu chứng ho, đi đường này có triệu chứng ho thế này thì chết thật. Mở đường ở đây mở đường to lắm này. Bao nhiêu cái dự án đấy là cái hồ à cái vườn hoa giấy này mở tít ra sang bên kia một bố là mấy mét. Hoa giấy chưa được đẹp, đẹp đẹp bố con mình vào chơi ngay. Hoa giấy. Năm mới quyết tâm mới. Mở đường to nhỉ, chỗ này đường nó to thế nhỉ. Đấy, nên đây mọi người toàn nhìn thấy vườn này. Hoa hồng, hoa giấy, rồi các thể loại. Bưởi biết các thể loại. Xong vụ mới rồi đây. Khoảng tầm tháng 3, tháng 4 bắt đầu mới ghép quả. Nuôi trên chậu như này xong rồi khoảng tầm tháng 3, tháng 4 bắt đầu ghép quả. Đi vào đây đường này cũng rất là thoáng. Nhưng mà thôi đi lên đây rồi có cái cầu. Bưởi đây. Ngũ sắc này cũng còn của mấy ông nữa cơ, còn của mấy khách nữa cơ, nhưng giờ này tôi còn chưa biết là của ông nào. Hoa ngũ sắc này kìa, để chậm chậm đấy. Đấy, lên hoa cây cảnh rồi. Cảm giác là mình khoảng tầm 7 năm đến 10 năm mình ở cái thị trường hoa cây cảnh này là mình cũng hiểu nó đủ vốn sống để mình nói. Nhưng mà nói thật ra cái thị trường hoa cây cảnh này nhá, mà tầm 1 tháng hoặc 2 tháng đến tầm khoảng tầm 5 tháng đến 1 năm mà mình không để ý một cái là tại tái mù. Tại vì sau khoảng tầm 1 năm là nó bao nhiêu thứ. Thứ nhất là giá cả nó đã thay đổi rồi. Đấy, nó lại rộ lên trong cái thời điểm ấy, nó biết đâu nó lại rộ lên một cái giống cây mới, rộ lên một cái xu hướng mới. Tức là giống cây thì các cái cây ở miền Bắc mình cũng quanh đi quanh lại thôi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ một cái dâm bụt vàng, kép vàng chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình cứ cảm giác là bây giờ chẳng có ai mua cái kiểu mua. Nhưng mà đến khoảng tầm sau băng đi khoảng tầm 1 năm sau mà phát nó lại thổi cái loại lên. Biết là biết được cái dâm bụt vàng rồi. Đây còn con này, con hồng ngoại này cũng khá là đẹp này. Ghép trên thân kể ra thì lai chim cũng được đấy. Cái măn cái con ấy cũng được. Sau đấy ví dụ như là tầm 3 tháng, 5 tháng, 1 năm sau nên là dâm bụt nó thổi lên cái thế là lại tái mù. Tại vì giá cả mình không thể cập nhật được. Chỉ gần bây giờ mình cảm giác là hiểu nó như thế rồi. Nhưng mà sau khoảng 3 tháng, 5 tháng mà không để ý một cái, nhất là mộc hương cũng thế. Dâm bụt kép đỏ. Sau 3 tháng, 5 tháng là giá cả nó thay đổi theo xu hướng, một cái là không thể cập nhật được. Mộc hương cũng thế, một tháng từ Tết đến bây giờ mà mình không cập nhật một phát là giá cả nó dội ngay. Và cái nữa là không nắm được cái quân số. Muốn nắm được quân số phải đi một vòng tất cả ở đây này, ở Long Hưng này này, lên khu Văn Giang, lên khu xong rồi này, ngồi nghe anh em thuyết giảng nữa. Tại vì mình hầu như là mình cũng không thể nắm được hết. Nghe anh em thuyết giảng thế nào mới biết được là số lượng còn như thế nào, xong rồi từ chỗ nào nọ chỗ kia cái tạng như thế còn hay không, giá cả cập nhật anh em là thi thố tài nghệ ra sao. Chứ trong giới này nói chung là nhiều người mua lẻ người ta không biết được, người ta cứ so sánh giá trước Tết với cả giá sau Tết này. Đi cái đường này cho an toàn nhá. Sóc Nam nhỉ? Bác chỉ sợ mỗi đổ lon bố húc của thằng Di thôi. Tôi chỉ đổ lon bố húc của thằng Di. Mỗi năm mở ra nhiều người anh em cũng thi thố tài nghệ là mở nhiều vườn. Sóc Nam. Xong rồi bán hết lại trồng cây mới cho nên là hầu như cũng chả lắm được. Đại cà phê đây này. Đây này, cả liệu hạnh. Ôi, liệu hạnh uốn bonsai đây này. Phê chứ e kéo dài. Ba cái già, ba cái tẹt cho bây giờ.
chứ. Đây này.